Kính thưa quý vị, các di dân người Việt bị chính phủ của ông Donald Trump trục xuất, sống bơ vơ, không nơi nương tựa ở Việt Nam. Tin đến từ Sài Gòn cho hay, những người Việt Nam đến Hoa Kỳ trước năm 1995 bị chính phủ của ông Donald Trump trục xuất, đang phải sống trong cảnh bơ vơ, không nơi nương tựa, không tiền bạc, không việc làm ở Việt Nam. Hãng tin Reuters vào hôm thứ Sáu thuật lại tình cảnh của vài người trong một nhóm khoảng 30 người bị trục xuất về Việt Nam trên một chuyến bay vào cuối năm 2017. Họ bị trục xuất bất kể một thỏa thuận song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nhằm bảo vệ cho những người đến Hoa Kỳ trước năm 1995. Ông Phạm Chí Cường, một người con lai, nói rằng ông bị đưa về Cam Ranh chỉ vì đây là nơi ông được xin ông ra đi. Năm 1990, ông được đi Mỹ trong một chương trình dành cho những người có mẹ là Việt Nam và cha là lính Mỹ. Ông chưa bao giờ nghĩ mình cần phải xin vào quốc tịch Mỹ. Vào năm 2000, ông bị kết án về tội tấn công và đánh đập và bị tuyên án 18 tháng tù. Kể từ đó, ông phải thường xuyên gặp nhân viên di trú ICE để báo cáo. Năm 2008, khi thỏa thuận song phương chống trục xuất được ký kết, ông rất an tâm là ông sẽ không thể bị trục xuất về Việt Nam. Ông tìm được việc làm ổn định và cho con trai học qua 3 năm đại học. Thế nhưng, vào tháng 10 năm 2017, ông đã bị cơ quan ICE bắt giữ, rồi chỉ 2 tháng sau, ông thấy mình ngồi trên chuyến bay về Việt Nam. Và thưa quý vị, một người bị trục xuất khác có tên là Bùi Thanh Hùng, cũng là con lai, có mẹ là Việt và cha là binh sĩ Hoa Kỳ. Ông Hùng can tội bạo lực trong gia đình năm 2010 khi bắt quả tang vợ của ông đang ngoại tình cùng người đàn ông khác. Ông Hùng phải ngồi tù 6 năm và đến năm ngoái thì bị giao cho cơ quan ICE trục xuất vào tháng 12. Từ Sài Gòn, ông Hùng nói với hãng tin Reuters là tại Việt Nam, ông không có việc làm, không có người trợ giúp, không có nhà để ở. Hiện nay, ông phải ở nhờ nhà những người mới quen. Nhiều luật sư di trú tỏ ra ngạc nhiên khi chính phủ Hoa Kỳ trục xuất những người con lai. Luật sư Tín Nguyễn thuộc tổ chức bất vụ lợi Southeast Asian Coalition nói rằng chính phủ Hoa Kỳ hành xử như đã quên đi chiến tranh Việt Nam.